sách bán riêng mà. Ở cái khách sạn, cái resort này, Etanagon Resort and Spa Restaurant. Chơi mùa dịch khổ ghê ha, phải đeo khẩu trang. Hành trang đi chơi. Để start helicopter hả? Okay. Put inside. Các bạn ngồi chơi. Để mình vô bathroom ra cho.
cái lau sành, những cái dầu tắm sợ sợ. Swimming pool outside. Pretty good. Another shop. Say. Đứa lửa giờ đã thức giấc rồi đó. Hồi sáng nó thức giấc mà giờ tối là nó thức giấc rồi. Nó phun cọc ối quá mày. Sáng thức dậy ở một nơi xa xa. Cây này là cái cây hạt dẻ nè. Hồi đó thì mình mới biết hết luôn á. Thấy quá chừng luôn.
Rồi về. Ô liu nha, ô liu cháy thì bự rồi nha. Cây này nó nhỏ quá. Lạnh nha. Sáng 9 giờ mấy rồi đó mà lạnh nha. Cây ô liu cái thân nó đẹp, cái tàn nó tán nó rộng cho nên người ta hay trồng. Ông thợ chụp hình này ông chụp gì mà không biết ông chụp gì á, ông mằn mò lâu lắm. Cái này là cây hạt dẻ nha. Cái trái của nó, cái gai nó rất là nhọn, nó giống như là cái con nhím biển nha. Cái gai của nó vậy đó, bánh cực kỳ luôn. Nó giống trái lâm chôm nhưng mà cái lâm chôm nó mềm hơn, con này sắc lắm. Nó đâm lủng tay mình luôn á. Nha. Cây của nó trái nhiều ghê luôn. Khi nào nó mới rụng xuống. Cây nó tán to. Go here. Chụp hình kia ảnh chụp chắc 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 chắc. Không khí trong lành mát mẻ. Ở đây không có nóng nha.
Ở đây bây giờ là 10 giờ. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ. Mát mẻ. Đây, lạnh lạnh thôi nhưng không đâu. Come here. Này là hoa gì bên mình kêu bằng hoa dừa cạn. Đây là trồng trúc đào dừa cạn là những cây khí dữ không? Đông thì nên chạy trốn. Ê, các con bồ câu. Hoa đã có chồng. Come here. This way. Yên bình ha. Bởi mấy người lớn tuổi sau khi người ta nghỉ hưu á, người ta đi du lịch ở những cái vùng như thế này nè, ta thư giãn, relax, yên tĩnh, mát mẻ, thoải mái, không khí trong lành, không có ồn ào, không có bon chen. Nó, mấy anh này anh đi trong nắng luôn là hiểu rồi đó nha. Đâu vậy? Cây này mình không biết nó là cây gì nhưng mà lá nó tím ngọn nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay người ta tưới nước cho cái sân gôn. Được không?